trốn đi đâu được chứ. Giờ tính sao? Có nhất thiết phải bắt bằng được nó không? Cứ cho nó chạy thoát, mất một con mồi trong hàng chục con mồi, có quan trọng lắm đâu. Tìm được nó bằng được. Nếu báo về việc nó bị đè ra thì không có chứng cứ. Chỉ là tao vẫn thấy cây mũi rồi. Vậy thì thôi, buông đi. Để dành sức mà săn con mồi khác. Nhưng mà bố mày vẫn tức. Tao thấy con bé này cũng không phải dạng vừa đâu. Xe mày để ở đâu? Dưới chân núi. Có nổ máy luôn được không? Ê này, cả đời thằng này không biết dùng đồ đều là gì nhá. Tao có kế hoạch này. Hả? Hả? Ok nhỉ? Tại chúng mày ấy. Tại cả mày ấy. Cứu! Nào. Cứu ơi! Cứu! Cứu ơi! Cứu ơi! Cứu ơi! Có chuyện gì? Có người sắp chết rồi. Chỗ nào? Ở đâu? Ở trên kia kìa. Cô ta bị ngất. Mà một mình tôi không khiêng xuống được. Cô ta à? Cô ta là ai? Làm sao mà tôi biết được? Lúc lên là thấy cô ta nằm ở đấy rồi. Với cả hình như là bị thương ở một bên chân thì phải. Đưa bọn tao lên đấy. Hả? Đi. Giúp tôi cái. Đâu? Đi chân này cơ. Nhanh lên ạ, đi chân này cơ. Đâu? Đâu? Người đâu? Có thấy ai đâu? Ờ? Cảnh này thật quen thuộc. Dường như tao đã tìm kiếm nó ở đây rồi. Đâu rồi? Thằng chó! Mày định đâu bọn tao ạ? Ai vừa ở đâu anh? Ở đâu? Có người suy chết thật mà. Quỳnh ơi! Nó trượt xuống kia kìa! Kìa! Tính nhanh lên! Ờ. Đấy! Hình như có vết trượt cỏ. Không thấy! Kìa kìa! Vết trượt cỏ kìa! Tao có thấy ai đâu! Đâu rồi? Cô ơi! Cô ơi! Có thấy ai đâu? Tôi chết rồi! Mình bị nó lừa rồi! Thằng ngu! Ra đầu còn ngu! Đuổi! Đi nào! Mẹ! Chân bị làm sao đấy? Bọn khốn đấy. Lúc đấy tao mà vớ được con dao rừng là chúng nó chết về tao. Giờ thì trả lời được rồi chứ. Trả lời cái gì? Phu theo mấy gã đó vào rừng làm gì? Vì tao cần tiền trả nợ bố mày.
Cuối cùng thì Pu cũng bán mình vì tiền à? Thế thì Pu chấp nhận lấy tôi đi. Nhà tôi đầy tiền mà. Cái đầu của mày chỉ nghĩ được mấy cái chuyện vớ vẩn như thế là hả? Tao bán sức lao động, chứ tao không bán mình. Con rất nó bảo nhóm người đấy thích đi du lịch khám phá nên trả nhiều tiền. Con rất á? Nó bảo tao có kinh nghiệm đi rừng nên nó giới thiệu. Như thế có gì là sai chứ? Pu không sai. Con rất sai.